kỹ năng ôn thi toán kỳ 1 cho các em nhé. Vậy thì các em quan sát vào đề nhé. Rồi, các em quan sát yêu cầu số 1 cho các em nhé. Yêu cầu rút gọn cho các em. Rồi, cái này thay căn thôi. Thay căn này. 5 căn 3. 12. 12 chia 2 được 6, 6 chia 2 được 3, 2 bình nhân 3 mang lại 2 căn 3 nha. 2 căn 3. 27 chia 3 được 9, 9 là 3 bình. Rồi, vậy thì mang ngoài bằng 3 căn 3 nha các em. Vậy rút gọn đi nè. 2 trừ 5 trừ 2 3, 3 cộng 3 bằng 6, 6 căn 3. Cậu bên. Tiếp tục em. 2 căn 3. Cậu. Rồi. Trong căn đưa ra ngoài giá trị tuyệt đối nha. Rồi. 2 căn 3 rồi biết nè. Rồi 2 trừ căn 3 lớn không? 2 là căn 4 mà. Căn 4 trừ căn 3 lớn không? Mà phá giá trị đối lớn không thì để bằng chính nó ha. Còn nhỏ không thì nhân thêm dấu trừ nha các em nha. Rồi lúc này 2 căn 3 trừ 1 căn 3. 1 căn 3 cộng cho 2. Đó. Cô xe bên này ha. Rồi. Trong mặt này quy đồng thôi. Mình xử lý nha. Trong mặt xử lý trong mặt trước nha, phải quy đồng rồi. Hai này không thể phân tích thành nhân tử được, quy đồng luôn. Mẫu chung là 3 trừ căn 5 nhân 3 cộng căn 5. Cái này chia này, còn 3 cộng căn 5 nhân lên. Cái này chia này. Còn 3 trừ căn 5 nhân trừ 1 biến thành trừ 3 cộng căn 5. Rồi. Nhân. Rồi em quan sát nha. Đây là căn 5 trừ 1. Ồ, dưới này có nhân tử chung này em. 5 căn 5 là căn 5 ra ngoài. 5 là căn 5 nhân căn 5. Đúng không? Là căn 5 ngoài còn căn 5. Là căn 5 ngoài còn trừ 1 nè. Rồi, hai này đơn giản mất. Quá em rồi em ơi. 3 trừ 3 hết. Cái này còn 2 căn 5. Là hàm thức này em. Đây là A trừ B nhân A cộng B. Bằng A bình trừ B bình. 3 bình lên bằng 9. Trừ căn 5 bình lên bằng 5. Nhân. Này này mất. 1 phần căn 5. Bằng. Đơn giản mất căn 5 còn 2. 9 trừ 5 bằng 4. Rút gọn bằng 1 phần 2. Rồi, cái quan sát là bài 2 nha. Câu A yêu cầu vẽ hàm số này. Hàm này hàm y bằng x cộng b. Đầu tiên em cho x bằng 0 cho 2. Cho x bằng 0. Chia ra y bằng b bằng 1. Rồi cho y bằng 0. Suy lấy bằng trừ b trên A. Vậy là trừ 1 phần 2 nha. Rồi mình vẽ nha các em. Rồi. Vậy. Thì cho x bằng 0 y bằng 1 đây. Rồi hồi cái bài này vẽ bên nhau xíu. Trên 0 y 1 là cho y bằng 0 x bằng âm 1 phần 2 là cái này. Y 0 là x bằng âm 1 phần 2 là lừa cái này. Nó xíu rồi em ơi. Em trong cặp là ô cặp thì nó to hơn xíu mà. Đây là thằng y bằng 2 x cộng 1. Rồi. Tính câu B nha các em. Câu B thì đã yêu cầu em hãy xác định hàm số y bằng x cộng b. Xác định cái hàm số này có nghĩa là làm gì? Có nhiều em đọc lên không biết làm gì nữa. Xác định hàm số này có nghĩa là tìm A và tìm B. Đó, mình xác định hàm số hay còn gọi là viết phương trình đường thẳng nha. Vậy thì đầu tiên nè, viết đồ thị hàm số này song song với 2x cộng 1. Em học rồi, hai đường thẳng song song hệ số góc bằng nhau, A bằng A phẩy. Đúng không? Đó. Và cách trục hoàn đại điểm có hoàn độ bằng 3. Vậy cho phân tích ký đầu tiên trước đây ha. Giải ha. Về y bằng ax cộng b song song với y bằng 2x cộng 1. Nên a bằng a phẩy bằng 2. Rồi. Em để ý nè. Và cái hàm số này là cách trục hoàn đại điểm có hoàn độ nha, bằng mấy em? Bằng 3. Có nghĩa ví dụ như vậy. Đây là một cái hàm số. Đây là hệ độ đi nha, cách trục hoàn. Ví dụ đây là cách trục hoàn là hoàn độ 3 này. Vậy có nghĩa là cái đường thẳng này đi qua tọa độ 3 không? Nhớ kỹ nè mày ạ. Nha. Trục hoàn là cách trục hoàn là giá trị x đấy. Vậy y không không? Nha. Mà đi qua điểm 3 không thì điểm 3 không thuộc nó. Nha, vậy thì thế cho. Điểm 3 không thuộc y bằng x cộng b. Đó. Tương đương x là y này, y bằng 0 này. A có rồi thế vô 2
x bằng 3 cộng b tương đương b bằng 23 bằng 6 chuyển qua 2 chiều 6. Kết luận vậy hàm số có dạng y bằng a 2x cộng b là trừ 6. Đặt em chỉ này bằng. Rồi các em quan sát đến bài số 3 nha. Bài này củng cố này hệ thức lượng nè. Các em qua hình vẽ nha. Cái câu A đầu tiên này, em nhìn cho hình vẽ bên hông á hàng nha. Người ta cho nè, cho hai cạnh vuông 6 và 8 à, yêu cầu tính được giải x. Rồi muốn làm bài này chắc anh phải dùng hệ thức lượng rồi. Mà em muốn tính được cường cao em dùng ngay định lý số 4. Nghịch đạo bình phương đường cao 40 cạnh huyền bằng tổng nghịch đạo bình phương các cạnh gì sao đây? Bằng tổng nghịch đạo bình phương các cạnh góc gì? Góc vuông nha. Vậy muốn làm câu A nè. Ta có nè, 1 trên x bình phương bằng 1 trên 6 bình phương cộng 1 trên 8 bình phương. Tới đây cần mấy tính bấm luôn cho tôi. Không xin xô được luôn nha. Và mà em bình lên quay đầu nghịch đạo lên bỏ bình phương lấy căn nha. Em cần mấy tính em sẽ bấm được bằng 4,8. Đó là câu A. Đến câu B. Câu B người ta cho hai hình chiếu 4 và 9 nước em và đến đường cao. Vậy em hãy nhớ đến định lý. Thứ mấy em? Thứ hai, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền bằng thích thay hình chiếu nha. Vậy có nghĩa là cái bình phương bằng 4 × 9. 4 × 9 36. Vậy bỏ bình phương lên lấy căn 36 lên đáp số bằng 6 cm. Các em quan sát cho bài toán hình nha các em. Cho đường tròn tâm O bán kính OA bằng 6 cm, H là trung điểm của OA, đường thẳng vuông góc với OA tại H và đường tròn nha tại H. Cắt đường tròn tâm O tại B và C, kể cả tiếp tuyến với đường tròn tâm O tại B, cắt OA tại M nha. À, chứng minh ra hỏi thứ giác OBAC là hình gì? Vì sao? Tính độ dài BM nha. Rồi, tôi hướng dẫn các em nha. Đầu tiên tôi vẽ đường tròn tâm O bán kính OA bằng 6 nha. Rồi hát là trung điểm OA. Rồi bán kính OA, tôi vẽ OA ở đây luôn đi cho nó dễ nhìn nha các em. H là trung điểm OA, chia đôi này. H là trung điểm OA, căn em bằng cái này không? Tiếp. Đường thẳng vuông góc với OA tại H, cắt đường tròn tại B và C. Rồi. Vuông góc này. Nha cái này. Ở B và C. Rồi các em quan sát tiếp theo. Kẻ tiếp tuyến với đường tròn tại B nha. Kẻ tiếp tuyến với đường tròn tại B, cắt OA tại M. Rồi các bạn tiếp tuyến với đường tròn tại B, vậy tôi phải nối OB nào. Đây. Đây. Nhớ nha. Tiếp tuyến hệ vuông góc với bán kính tại tiếp điểm nha các em nha. Rồi. Đây. Vuông góc đây. Đó. Tiếp tuyến nè. Kẻ tiếp tuyến với đường tròn tại B, cắt OA tại M. Đặt đây là điểm M nha các em. Và tứ giác OBAC là hình gì, vì sao? Nói không? OBAC là hình gì? Nói vào các em nha. Nói vào. Rồi. Rồi. Nhìn, nhìn vào mắt thường là thấy là hình thoi đó. Đúng không? Giờ vấn đề chứng minh là hình thoi nè. Đó. Chứng minh thoi em nhớ có 4 cách. Một là 4 cạnh bằng nhau. Hình hình có 2 cạnh chéo bằng nhau. Hình hình có một đường chéo là một vẹn. Càng hẹp.
Đó, hoặc là hình hình hành làm sao em? Có hai đường chéo vuông góc nhau, hình hành có hai cạnh kề bằng nhau, hình hành có một đường chéo là phân giác của một góc, là hình thôi, đúng không? Hoặc là thứ nhất có bốn cạnh bằng nhau là hình thôi. Có thấy cạnh này bằng cạnh này rồi. Nếu mà em chứng minh được cạnh này bằng cạnh này thôi, cạnh này bằng cạnh này nữa là lập tức ra hình hành. Thì mình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thôi nè em. Coi như thế nào nha. Làm sao chứng minh được cạnh này bằng cạnh này? Nối cho hai này vô, hai bên chính là nhau. Tam giác BOC có phải em nhìn thôi, tam giác BOC phải tam giác cân không? Hai cạnh bằng nhau là tam giác cân, bán kính. Mà trong tam giác cân đường cao nha. Nha, đường cao chính là đường gì em? Đường gì? Đường cao chính là đường trung gì? Trung tuyến. Cạnh này bằng cạnh này. Được không? Khoan hành, tới đây các em không cần làm điều này luôn này. Em làm định lý này đúng không? Em học chưa? Đường kính vuông góc với dây thì làm sao còn nhớ? Đi qua trung điểm của dây nè, O E vuông góc với BC mà, giả thiết là BC vuông góc với OE mà, vậy chắc anh OH vuông góc với BC cho nên em đừng không qua đây mấy cân nha. Đường kính vuông góc với dây thì đi qua trung điểm của dây thì cạnh này bằng cạnh này, cạnh này bằng cạnh này, cạnh này bằng cạnh này, hai đường chéo với nhau là trung điểm của đường là hình bình hành. Thì bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thôi, không thích là hình hành có hai cạnh kề bằng nhau không được, là hai cái bán kính bằng nhau này cũng là hình gì, hình thôi nha. Vậy thì em nhớ nè, nhớ định lý đường kính với dây rất quan trọng đúng không? Rồi giờ tôi nhấn các em có ai nha, đã có OH vuông góc với BC suy ra BH bằng HC, mở ngoài ra định lý đường kính với dây đường kính với dây rồi rồi có tích nha. Này rồi vuông rồi ha, là hai này bằng nhau mà OH bằng HA. Suy ra tứ giác này bằng nhau do gì em? Do giả thiết á, đúng không? Này giả thiết nào? Suy ra tứ giác OB AC là hình bình hành. Lại có OA vuông góc với BC. Vậy tứ giác OBAC là hình thôi. Và cái dạng này tôi thấy cũng khá nhiều nha em. Khá hay em nha. Bài còn nối ra đây là nếu mà nối ra đây là nối vô là có một cái hình thoi lớn. Đó. Phải có hai hình thoi luôn á. Rồi. Các em quan sát đến câu tiếp theo. Tính độ dài BM. Vâng. Tính này tính theo gì em? Tính này tính theo R đó, tính theo có bán kính mà. OA bằng 6 mà đúng không? Này 6 nè. 6 nè, yêu cầu tính đoạn này. Tính cạnh là một là Pythagore, không được là chuyển qua hết thức lượng thôi. Đúng không? Em học nè. Em học có định lý nè em. Bình vuông cạnh nó vuông, còn tích cạnh bề là OEM, nhân hình chiếu của nó nè. Chỗ này 3 gì nữa, đúng không? OA bằng 6 chia đôi là 3. Em tìm được OEM, có OEM, có OB, dùng Pythagore tìm ra BM, được không? Bình vuông cạnh góc vuông bằng tích cạnh huyền. Nhưng mà chưa có đang tính đó, nhân hình chiếu của nó, hình chiếu là OEM. Là 3, tìm được OEM, có OEM với OB, lập tức tìm được BM hả? Đúng không em? Giờ mình tìm bài nha, giờ cho bài. Nhưng mà tính này trước này. Nè. Tôi sẽ tính OH trước. Ta có OH bằng HA. OA chia HA thì bằng 3 cm. Đó, này 33 này thấy không? Rồi. Hoặc là có một cách này nữa này em. Nhưng mà phải chứng minh thêm một này nữa cũng khá dài. Thôi, có cách này đi. Rồi. Rồi, áp dụng hệ thức lượng. Thấy không? Vẫn cho liên quan kịch 1, thấy không? Hệ thức lượng trong tam giác vuông tên là OBM. Bình vuông cạnh góc vuông là 6 bình bằng tích cạnh huyền là OM. Hình chiếu của nó là 3. Đi ra OM là 6 bình 36, 36 chia 3 đáp số bằng 12 cm.
Sau đó có OM là 12, kia là 6, áp dụng định lý tìm cho. Trong tam giác vuông OBM, BM bình vuông, bình vuông cạnh vuông bằng bình vuông cạnh huyền là OM bình trừ đi OB bình, đấy 12 bình trừ đi 6 bình. Nè, cái này là bao nhiêu em? 144 trừ đi 36, 178. Em bỏ bình phương đi, em lấy cạnh lên. Em lấy cạnh lên rồi. Đúng không? Cạnh lên bằng 6 cạnh này. Có một số bạn nói tôi như vậy. Em nhìn nha. Làm vậy cái này được không nha? Này 6 chia đôi 33 giống tôi như này nè. Rồi có cạnh huyền có 3 nè, dùng Pythagore trong tam vuông OBH nè, tìm ra BH, tìm ra đường cao. Sau đó mình dùng hệ thức luận định lý 4, nghịch đạo bình phương đường cao ứng với cạnh huyền, còn tổng nghịch đạo bình phương các cạnh vuông. Đó, vậy là 1 trên BH bình bằng 1 trên 6 bình cộng 1 trên BM bình, tìm được BM cũng được luôn. Nhưng phải tìm ra được B gì? BH. Mà muốn tìm BH dùng Pythagore trong vuông nè, OBH là ra rồi, 6, 3 dùng Pythagore ra hết. Đó, thêm trình bày bằng đi. Câu C nha các em. Chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn không? Quá. MC là tiếp tuyến. C của đường tròn rồi, đúng không? Đây. Đây, chứng minh này buồn này. Đây, em quan sát nè. À, muốn chứng minh MC là tiếp tuyến của đường tròn không thì phải chứng minh CM vuông góc OC, đúng không? À, chúng mình quá rồi, là sao chúng mình quá rồi. Lớp này mình sẽ dùng cái phương pháp này nè. Em phải chứng minh thông qua hai tam giác bằng nhau. Mà tam giác này tam giác vuông thì tam giác này góc này hai tam giác bằng nhau mà thì góc này lập tức bằng góc này. Nếu hai tam giác bằng nhau thì có các cạnh và các góc tương ứng bằng nhau, đúng không? Nếu chúng mình được hai tam giác bằng nhau thì đây 90 thì đây 90. Đó là thông qua hai tam giác bằng nhau. Giống như 97 nha. Vậy thì hai tam giác bằng nhau trường hợp gì? Rồi, em quan sát này. Đấy là có bán kính nè. Còn có bán kính nè. Hai nào bằng nhau nè. Tính gì đến? Rồi, thì thôi nè, các đường chéo đều là phân giác nè. Đây là phân giác này, góc này bằng góc này nè. OA là phân giác mà. Rồi, OEM là cạnh chung. Vậy hai tam giác này bằng nhau trường hợp gì em? Cạnh góc, cạnh. Dẫn đến hai tam giác bằng nhau, và đây 90 thì đây 90. Và 90 thì vuông góc. Kết luận AC là tiếp tuyến. Hiểu không? Rồi, thì bài nha. Câu C. Xét luôn tam giác luôn nè. Xét tam giác OCM và tam giác OBM. Đó. O, C bằng O, B, N bằng nhau. Đó, bằng bán kính. Rồi góc, góc gì em? B, O, M, trời góc này ghê. Rồi, bằng góc C, O, M. Nha. Vì O, A là phân giác. Còn góc B, O, C. Thì sao là phân giác với nó? Thì thôi các đường chéo đều là phân giác của góc ấy. Đó, này, là phân giác. Nha. Rồi ô em là cạnh chung. Suy ra tam giác OCM bằng tam giác OBM theo trường hợp cạnh góc cạnh. Nên góc OCM bằng OBM bằng bao nhiêu em? OM 90 thì này 90, 90 thì suy ra MC vuông góc OC. Kết luận như vậy, MC là tiếp tuyến của đường tròn tam giác.